Rồi, xin chào tất cả anh em. Ngày hôm nay thì mình sẽ làm một video coi như là video đầu năm mới để có chị tặng mọi người, tặng tất cả các anh em nuôi chim bồ câu. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ giải đáp một thắc mắc cho anh em nuôi chim bồ câu, từ nuôi chim bồ câu mô hình lớn đến nuôi những mô hình nhỏ lẻ. Thì để có thể nuôi được con chim bồ câu thì mình phải chuẩn bị những gì và mình sẽ có những cái kiến thức cơ bản nào đối với những anh em nuôi chim bồ câu mà nuôi mô hình ít hoặc vừa phải á, thì anh em cần phải biết những cái kiến thức này để có gì mình nuôi bồ câu cho hiệu quả. Thì cái thứ nhất đó là chuồng anh em ạ. Nuôi con gì mình phải có cái chuồng trại. Thì nếu mà anh em mà điều kiện kinh tế không có thì anh em có thể xây được một cái chuồng đơn giản thôi, tùy theo kinh tế của mỗi người. Còn những cái bắt buộc là anh em phải có, thứ nhất là cái lồng anh em, cái lồng đây, lồng sắt. Lồng này là lồng ở trại mình tự thiết kế luôn nhé, thiết kế theo mô hình của Thái Lan á. Thì anh em mua những cái lồng ở bên ngoài này là không có đâu, sẽ không có những cái lồng mà kích cỡ chuẩn như thế này. Có thể là anh em mua ở ngoài chợ người ta bán á, thì cái kích thước nó nhỏ hơn và cái thép này nó mỏng hơn rất là nhiều, anh em chỉ dùng một thời gian thôi. Còn ở trại mình cái này là mình tự thiết kế, tự làm luôn tất cả những cái hệ thống này, thì nó dùng được nó rất là bền. Còn nói chung là về lồng cũng máng ăn cũng thì nó thuộc cái vấn đề đơn giản. Còn cái kế tiếp đó là con giống. Cái quan trọng nhất đó là con giống anh em ạ. Anh em mà lựa được con giống mà chất lượng thì anh em nuôi nó mới thành công được. Để trại mình đó là chuyên của con phái thương hiệu. Rồi anh em đây. Đây anh em nhé. Đây đây là cặp bồ câu Titan Thái siêu thịt này. Thì cái vấn đề kế tiếp mình cần phải cho anh em nhận biết đó là phân biệt chống mái anh em nhé. Cách phân biệt chống mái chim bồ câu. Thì đây mình sẽ cầm camera mình chỉ sát cho anh em luôn. Đó là phân biệt chống mái như thế nào cho chuẩn nhá. Đối với cái cách mà cầm lên mà chổng đuôi lên bây giờ và cụp đuôi xuống á thì có nhiều anh em không thực hiện được. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái nội dung để cho tất cả anh em nhìn vào anh em biết luôn. Đối với con chim bồ câu trống á thì cái chỗ cái lỗ mũi cái nhân trung của nó to hơn anh em nhé. Anh em để ý con bên phải này nó to hơn rất là nhiều. Chứ anh em không có lựa vào nhìn vào kích cỡ của nó, con nào to là con trống, con nào nhỏ là con mái nhá. Không có chuyện đó đâu. Tại vì có nhiều con mái nó to hơn con trống rất là nhiều. Đấy, con ở bên trên là con trống anh em nhìn thấy cái chỗ mũi của nó to hơn không? To hơn rất là nhiều. Con mái của nó thì nhỏ hơn và cái mỏ của nó thì nhọn hơn nhá. Còn con mái thì nó con trống thì nó to hơn. Đấy, nhìn rất là đơn giản. Cái phân biệt chống mái này là một cái kiến thức là cực kỳ quan trọng anh em nhé. Nó quyết định đến cái việc mà mình ghép cặp á, ghép cặp mình chuẩn á thì nuôi nó mới ok được. Đây, nãy là mình vừa mới cho chim ở trại mình ăn xong. Đấy, anh em có thể thấy này, thấy cái nhân trung của nó. Đây, con trống nó to hơn nhiều này, con mái nó nhỏ. Và anh em để thấy cái mỏ của nó, con mái nó nhọn lắm, con mái nó nhọn nó dài hơn anh em nhé. Còn đây là cặp chim bồ câu ta lai anh em nhé. Hai con này thì tầm khoảng được 14-15 ngày tuổi anh em ạ, cũng rất là to rồi. Đấy, anh em nuôi chim bồ câu. Còn cái tiếp theo đó là cho chim bồ câu ăn bằng cái gì anh em nhé. Cái này là lúc nãy mình cho chim ăn, nó ăn gần hết rồi anh em, đây là còn một ít lại thôi. Cái thứ nhất đó là cá mon cò anh em ạ. Cá mon cò này thì mua là cực dễ, hầu như ở khắp Việt Nam mình ở đâu có cá mon cò. Cám gà đẻ anh em ạ. Cái thứ hai là bắp xay anh em. Bắp thì cực kỳ dễ đấy, bắp anh em xay vỡ đấy nhá, anh em đừng có để to quá, to nó ăn không tiêu được. Còn cái vấn đề mà lúa mì ấy thì anh em nào mà có thì cho nó ăn càng tốt, không sao cả. Còn tuyệt đối anh em không có cho nó ăn thóc nhá,
thóc là tùy nó không cho ăn. Gạo thì anh em cho ăn gạo lứt được, gạo mà mình đã tách vỏ ra rồi á, chấu ra rồi thì mình cho ăn thì ok. Đấy, cái vấn đề còn không thì anh em cứ trộn cám, con cò và bắp cho ăn thôi. Còn tiếp một cái vấn đề nữa là chim bồ câu là bao nhiêu tháng là bắt đầu vào đẻ. Thì đối với chim bồ câu Thái siêu thịt mở trại mình nhé, thì tầm khoảng 5 đến 6 tháng là bắt đầu vào đẻ anh em ạ. Chim bồ câu từ lúc mà nó nở ra đến lúc nó sinh sản được thì tầm khoảng 5 đến 6 tháng là bắt đầu sinh sản. Còn tầm ở độ tuổi là 3 tháng đến 4 tháng là cái độ tuổi đó là mình ghép cặp cho nó, mình ghép cặp chuẩn đó, 100% á, thì vào đẻ thôi là tầm độ tuổi đó. Còn riêng cái trứng của nó nha, đây là trứng mình bỏ vào máy ấp trứng rồi. Đây nha, đây riêng anh em nhìn cái cặp này, con này là đang nuôi con ở bên dưới nhưng mà ở trên là bắt đầu vào đẻ đấy, đẻ luôn rồi đấy. Anh em thấy con hai cái cặp bồ câu ra ràng ở dưới nhìn to không, nhìn rất là khủng luôn, mà cặp bố mẹ ở trên là bắt đầu đẻ lại rồi. Nên mình hay nói đây là dòng bồ câu siêu đẻ siêu thịt là vậy, rất chất lượng anh em ạ. Thì quả trứng này anh em nhé, anh em nhìn quả trứng ở bên trên á, thì tầm khoảng là quả trứng thì 2 ngày nó có mái đang ấp anh em ạ. Thì tầm khoảng 2 ngày thì bồ câu nó sẽ đẻ xong, và chu kỳ đẻ một lần nó thì nó đẻ 2 quả trứng anh em ạ. 2 quả và hiếm lắm, và thì sẽ có là 3 quả. Cái này chúng ta có một quả trứng anh em ạ. Thì một quả trứng từ lúc mà nó đẻ đến lúc nó nở ra thì tầm khoảng 17-18 ngày anh em ạ. 17-18 ngày nó sẽ nở. Ở trại của mình thì mình cho ấp vào máy, ấp vào máy cho nó chuyên nghiệp và nở đều anh em, với lại nó không bị vỡ. Cái buổi chiều 5-6 giờ chiều thì mình sẽ đi lượm trứng anh em nhé. Còn anh em nào mà nuôi mà số lượng ít thì anh em cho nó ấp luôn, không sao cả. Bồ câu ti ra tay siêu thịt là được một cái nó ấp rất rộng, và nuôi con cũng rất là tuyệt vời luôn. Anh em có thể thấy là những con chim bồ câu mà con á, ở dưới rất là khổng lồ và đang đẻ, bố mẹ thì đang đẻ tiếp ở trên rồi. Có một cái vấn đề nữa đó là những anh em nào mà mới đầu nuôi á, thì anh em cứ nghĩ là chim bồ câu nó phải có trống thì nó mới đẻ, nhưng mà đó là không đúng rồi anh em nhé. Nó cũng giống như gà, không cần đạp mái nó mới đẻ bình thường. Nên anh em nào mà nuôi bồ câu mà bỗng một sáng ngủ dậy phát hiện ở trong một cái lồng này mà có 4 quả trứng á, thì là mình đã ghép nhầm rồi đấy. Mình đã ghép nhầm 2 con mái thì nó sẽ đẻ 4 quả trứng, và trứng đó thì chắc chắn là không nở đâu nha, tại vì nó không có trống á. Để anh em lưu ý tiếp một điều như thế nữa. Còn chim bồ câu da vàng á, thì bao nhiêu ngày thì mình làm thịt được? Đối với những cái giống chim khác á, thì mình không nói, có thể là nó lâu hơn anh em. Còn riêng về cái dòng bồ câu ti tan thái siêu thịt ở trại của mình á, thì 25-30 ngày là mình đã làm thịt được rồi, là mình đã bán, đã cung cấp cho hệ thống nhà hàng của mình cũng như là những cái điểm bán xỉ lẻ của mình ấy. Thì 25 ngày đến 30 ngày thì cái trọng lượng của nó là chắc chắn là phải trên 5 lạng anh em nhé. Chim bồ câu chắc chắn là phải trên 5 lạng. Đối với chim bồ câu của mình thì mình làm lông, mình làm xong các thứ thì nó không có hao lắm, nhưng mà chim bồ câu của mình là 100% là khi mà xuất ra ràng bán thì nó phải trên 5 lạng hết. Thì đó là những cái kiến thức cơ bản đối với những anh em nuôi chim bồ câu anh em cần phải nắm. Dù có nuôi 20-30 cặp hay là vài trăm cặp, hoặc là lên cái số lượng vài ngàn cặp, thì anh em cũng phải nắm những cái kiến thức cơ bản như vậy. Còn riêng về bệnh thì bồ câu ti tan thái siêu thịt của mình thì mình hay nói nó là chim bồ câu mình sẽ không bị bệnh anh em ạ. Nên anh em cũng không cần xài thuốc hay bất cứ các loại thuốc nào. Cái vòng đời của nó, đây mình nói chút xíu thêm về vòng đời của nó, thì chim bồ câu ti tan thái siêu thịt ở trại mình là khoảng từ 10 đến 12 năm anh em. Nó đẻ từ 10 đến 12 năm thì lúc đó mình mới bắt đầu thải đem chim bố mẹ đi thịt. Còn đối với những cái dòng khác thì hoặc là họ thúc cho ăn đến giờ thì họ chỉ nuôi được khoảng 4 đến 5 năm thôi anh em. 4 đến 5 năm thôi là đấy, dòng chim nó là bỏ đi rồi. Riêng với trại của mình
hệ thống với chim, những cặp chim giống chất lượng thì tầm khoảng 10 đến 12 năm thì mình mới phải phải thay giống mới. Đây anh em, cặp chim rất là tuyệt vời. Nói chung là nuôi chim bồ câu thì nó cũng rất là đơn giản đấy anh em ạ, rất là đơn giản. Thì đối với những cái kiến đó là những cái kiến thức cơ bản đối với anh em nào mà muốn nuôi chim thôi. Đây anh em có thể thấy này, đang nuôi con này. Đây là những cặp chim bố mẹ này là vào đẻ hết rồi anh em, nuôi con cực giỏi luôn. Anh em thấy là những cặp chim bồ câu ra làng không, đôi khi nó còn to ngang ngửa mấy cặp chim bồ câu bố mẹ chứ đâu phải chim đùa đâu. Có thể nói là nuôi chim bồ câu là một cái hướng phát triển kinh tế mới rất là hay luôn anh em. Và chim bồ câu mình nuôi ở những cái tỉnh thành khác đó, nó không bằng mình nuôi ở trên khu vực Tây Nguyên đâu anh em ạ. Anh em có thấy là những cặp chim nó siêu to không, rất là to anh em nhé. Nuôi con thì phải nói là cực kỳ giỏi luôn đấy. Thì nhìn chung là những anh em nào mà nuôi chim bồ câu thì anh em phải biết những cái kiến thức cơ bản như vậy. Còn mình nuôi chuyên sâu thì anh em cứ bình luận ở bên dưới rồi mình sẽ hỗ trợ thông tin để có gì anh em nuôi chim nó thành công nhé. Rồi video hôm nay của mình đến đây thì cũng xin tạm dừng và chúc anh em có một năm mới nhiều thành công này, làm ăn thì thật nhiều may mắn, đặc biệt là đối với những anh em nuôi chim bồ câu. Và anh em nào mà muốn giao lưu và có nhu cầu thì cứ liên hệ mình nhé, thì mình sẽ hỗ trợ anh em từ Facebook, Zalo đến YouTube này, thì anh em cứ liên hệ mình nhé. Rồi xin chào tất cả mọi người.